Còn một cái chai như này này, đã dán hai cái ống hút vào đây này, ống hút này thông vào trong chai này. Là mình có một cái bình như này nữa, thì mình dùng giấy trắng này mình đậy lại như này. Cắt nước từ đây đi, để cho mình quan sát trong này cho dễ nhỉ. Ống hút vào đây đúng không? Mình đục thêm mấy cái lỗ nữa để cho khí nó thở. Rồi, thế bây giờ là mình sẽ đổ giấm vào đây. Đây, giấm đây. Giấm này. Ừ, được rồi. Được chưa? Ừ, đấy. Có cái gì nữa đây nhỉ? Baking soda. Đúng rồi, baking soda nhá. Cái này có rất nhiều công dụng nhưng mà phổ biến là người ta hay dùng để làm bánh. Đây này, thế bánh không? Đấy. Đây, chúng ta chuẩn bị sẵn cái kẽo rồi này. Cái này dễ. Và để trên kia đi. Rồi, đi. Thế vào, rồi. Đấy, chú phải đậy ra. Vừa rồi con thấy xèo xèo đúng không? Đấy, nó sủi sủi lên đúng không? Rồi, mình đổ thêm nhá. Rất khoát bạn đúng không? Rút cái chai này lên này. Rồi, mở nắp ra này. Không thử nhá. Ơ? Đấy nhá, chưa hề đấy nhá. Chưa, không hề thổi đúng không? Lại nhá. Này, đó này. Đó này. Ơ? Ừ, nước. Đây, nước chưa ra đúng không?